Ồ, sinh nhật mày là ăn là đồ đó là cái này là tao tặng mày đúng bài luôn nè. Đây. Trù đàn Đó. lộn người luôn rồi nè. Thằng Của kia nó mày nhìn kìa, á. thằng đó nó nhìn kìa. Không, cái này của mày á, cả nhà biết là gì không cả nhà? Rồi. Sinh nhật của ông Phi phải tặng nó cái này. Không phải lắm. Ăn này đẹp da chứ bộ ơi. Rồi ăn đi. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày rằm tháng tốt. Nó quên lộn, cái hôm nay là ngày sinh nhật của ông Phi. Mình quên lộn, nói lộn. Đi giết giờ lâu lắm rồi sang mới về kho. Bên đây là cái kho 26 để sang chứa mấy cái đồ từ thiện. Thì tính ra cũng gần 3 tháng sang mới quay về đây. Giao nhà giết giờ ở đây nó quậy banh chành hết rồi. Thì ngày hôm nay là ngày ngày tốt, ngày sinh nhật của thứ nhất là cái bánh này của đứa nào Cùng Thành. à, cả nhà giờ mời cả nhà đó. Còn này là của ai? Của con. Nay là sinh nhật double hai đứa, là thứ nhất là Thành Má, thứ nhì nữa là Tài Thiên Điên đó. Thằng Má với thằng Điên sinh nhật cùng ngày, cho nên là do lý sao mấy sao đó, hai thằng sinh nhật cùng ngày cả nhà, hai thằng bị điện giật cùng bữa cùng hôm, cho nên là hai thằng sinh nhật cùng ngày nữa thì có thề nhau hẹn ước gì cùng đi không? Có à. Ngày cùng tháng cùng năm luôn, phải đi chung luôn mới được chứ. Rồi thì Sang chỉ thông báo với lại tất cả mọi người hôm nay ngày sinh nhật của hai đứa thì hoành tráng lắm, đãi có 40 người ở đây, 1, 2, 3, 4 đủ rồi đó. Đó. Rồi, giờ nhường lại cho nhân vật chính, đây là bánh kem đầu tiên là của Thành Mát. Nay ngày mấy? Mà đừng nói tao mà quên ngày nữa nha. Dạ hôm nay Mà hỏi tao ngày mấy ta là sao? dạ hôm nay ngày 9 sư phụ, mà sinh nhật con 3 ngày nữa. À vậy hả? Dạ, cái này là con làm đờ mi thôi. Này là ghim cái mic lên là làm đờ mi là sao? Chạy đờ mi nhẹ nhẹ thôi, chạy bữa nữa còn có cái bonus nó thêm nữa. Bonus nữa hả? Tức là bây giờ bữa nữa là đãi đãi hoành tráng hơn, mà đãi trên 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 mặt nước đúng không? Còn không biết đẩy đâu nữa, có mấy bạn nó chờ ở trong kia Rồi, nữa. bây giờ cho quý vị khán giả biết hôm nay happy birthday của Mr. gì? Dạ xin chào quý vị khán giả, hôm nay là sinh nhật chính thức là sinh nhật của anh Phi, nhưng mà tại vì là con cũng sát bên, con cũng 3 ngày nữa nên 3 ngày nữa đám giỗ à? anh em anh này là con làm ké ké sinh nhật. Là cái gì, bên kia gì bày đặt sinh nhật hả? Rồi tiếp và trả mic lại cho nhân vật chính Happy Birthday ngày hôm nay. Đúng ngày đúng tháng. Hello cả nhà, thì hôm nay là ngày 9 tháng 3 thì mẹ con cũng né ra ngày 8 tháng 3 để con cho con ra ngày 9 tháng 3 để cho con đàn ông xíu. Ngày này thì nó đi sau đến muộn, sau trễ hơn con 3 ngày nữa nè. Thì trước tiên thì con cảm ơn cô với cảm ơn sư phụ đã hân hạnh tài trợ chương trình này. Thì cũng báo với lại tất cả mọi người thì Sang, công ty Sang nói chung là nó có cái chính sách là xóa đói giảm nghèo đó. Chính sách mỗi khi mà xóa đói giảm nghèo tới sinh nhật thì Sang phải trích ra một cái quỹ để mà tổ chức sinh nhật cho các bạn đó, cùng bên cạnh đó thì có thêm chút đỉnh phong bì được gọi là xóa đói giảm nghèo á. À không, tao không có đem hết tiền đâu. Không có đem ra tiền đâu. Đặt đầu liền mày. Rồi, ủa bên phòng hành chánh nhân sự đâu, không thấy đứa nào qua hả? Cái này nó kêu tao đừng làm kìa, tao bỏ vô. Ngăn nãy con điện hết rồi cô. Điện đứa đâu? Rồi coi như là cái phần này số lỗ giảm nghèo. Còn cái phần đãi tiệc cho mấy nó thì cũng đã xong rồi, vợ Sang đã lo rồi. Số đó giảm nghèo. Còn có thành phần cận nghèo không? Có cận nghèo kìa, tôi thấy nó uống ly nước kìa đó. Cận nghèo bước Hai vô. Thành phần cận nghèo đó. Đó, thành phần cận nghèo, cái này là cận nghèo. Đó, kia nữa là cận nghèo nữa kìa đó. Lát nữa đi xe Gia Lai về xác nhận hoàn cảnh khó khăn giùm tôi nha mấy ông nội. Đó, hết ba chai phải không cả nhà? Đó, này một chai, này một chai, này năm sỉ. Không, không sỉ. Cái này của em.
đó của cô nữa kìa. Ơi, hồi nãy em cho không nói là lớn lên anh nhá, đó đó bao nhiêu kêu anh đừng cho em cho rồi. Ừ. Dạ cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Bớt khùng đi. Gì kêu nó bớt khùng đó là. Nó khùng quá. Rồi. Có mấy thằng nào mà đi ăn sinh nhật sướng như mấy này không trời. Có thành phần cận nghèo nữa, cái 500 nữa. Ké sinh nhật. Trời, ké nữa. Ướng gì tháng 3-4 cái. Tao mạt luôn á. Thì gì 3 bữa nữa. À, đúng rồi. Bữa nay tao làm rồi, tới nửa 3 bữa nữa tao sinh nhật mày mới làm. Ủa, tao tốn tiền lễ sinh nhật của bay không dám mua nước dừa cho tao, cho tao uống nước lạnh. Sư phụ uống thử nước gì? Nước dừa ấy sư phụ. Dừa không? Dừa miệng ha. Dừa. Dừa ba. Dừa tới lốc chửi á. Tao mua nước dừa uống cho mát, mấy trời nóng này nè, sắp sửa cháy nhà đồ tùm la. Ở trên Lâm Đồng tao đi chữa cháy rồi, tao mới mua cái máy chữa cháy á. Thôi bây giờ vậy đi, tại vì á ngày 3 ngày nữa mới sinh nhật Thành. Nhưng mà chỉ sợ là lúc đó mà khi á kẹt ca đi giúp bà con nghèo cái là nó không có sinh nhật luôn, tội nghiệp nó. Giống như có đứa lần đó mà sinh nhật cái chỗ xe cứu thương luôn nữa. À. Đó thôi sẵn thôi chị cho nó sinh nhật chung luôn hai đứa luôn. À ok. Thì thôi 2 giờ ngày hôm nay là ngày sinh nhật tụi con nè. Có gì nói không, cầu nguyện luôn, nhắm mắt luôn. À, nhắm mắt luôn. Cày luôn thổi nó. Thôi được thấy luôn á. Ừ. Giải về giải đi ông nội. À, để đi, để đi. Nghiêm lên. Cá bánh kem lại. Nè. Bánh kem đi. Cầu nguyện luôn. Giá gì? Nè của mày nè, tự xử đi. Tiền lấy trước rồi nha mấy cha. Thổi xong lát đòi lần nữa là chết con luôn á. À, hồi lúc vô đây tới giờ khán giả chưa có sinh nhật của anh hết anh. Tháng này mình nói nhỏ nhỏ anh em làm thêm cái. Tháng này sinh nhật thằng à, anh cãi. Thôi 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 thằng kia đừng có gù gì nữa. Làm đi để sư phụ đua đó. Rồi bưng lên. Rồi tôi đếm 1, 2, 3 là 3 phút mặc niệm bắt đầu. Ở quên lộn, 3 phút cầu nguyện chứ lộn. Lên nhạc nha. Ê, cộng cái, cộng cái. Mấy ba, 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 hiểu rồi, hiểu giới tính rồi. Thôi cầu đi ông nội. Cầu gì ông nội? Nam mô Tà Sa bà. Vừa thổi nến đứng đây là sinh hồn. Vừa thổi tắt đèn alo cho các bạn chết luôn. Có lẽ đi. 2, 3 rồi ăn ăn đi Thành ơi, ăn. Rồi chúc mừng sinh nhật con ăn chống lớn nha. Bớt mát lại xíu. Hai thằng bật mí Thành mát mày cậu gì? Con cầu gì đâu, hôm nay sinh nhật. Nói chung là lâu rồi con không có sinh nhật. Đừng khóc. Lâu rồi không có sinh nhật. Để lau nước mắt cho. Đúng rồi đó. Nay Thành mát mà nó khóc luôn là biết rồi đó. Kinh quá à. Kinh quá. Mày nói chứ đi. Nói mày khóc rồi mày không đang nói đi. Đang nói luôn đi. Đây trước mắt á là cảm ơn cô, sư phụ, kiếm anh em là có cái sinh nhật ở đây như gia đình của con. Sao là cảm ơn mẹ con, sanh là con, đùa dài khóc lớn. Và bây giờ là sư phụ dẫn đường đúng lối cho con đi. Dạ. Tốt, được vậy thì sư phụ rất là vui. Dạ. Ngày mai làm ngày mai chủ nhật á. Dạ. Con tranh thủ chạy về con thăm mẹ má con. Dạ. Ha. Dạ. Mai dắt mặt hồi đi về thăm má con. Để một ngày vài bữa nó có chuyến đi công tác đi xa nữa, cậu không có về thăm với má. Về mai về thăm với má mình, dắt má mình đi ăn. Dạ. Vậy là mình sinh nhật. Từ vậy là rất là vui. Dạ. Cố lên, ok. Vỗ tay. Ai nói nó khùng không trời? Tỉnh. Ai nói nó mát đâu? Nó có tình. Nó có cảm xúc mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Rồi thêm thằng điên thì nó tại thiên điên. Tại thiên đỡ bốn đặt nhà thân điên luôn. Con thì con vô đây được cũng 5 năm rồi. À. Thì chắc con được hơn mọi mấy anh em ở đây hết. Thì năm nào cô cũng nhớ ngày nhật, cô sư phụ cũng nhớ hết đó. Năm nào cũng tổ chức cho con, không tổ chức thì cũng dẫn con đi đây đi đó chơi. Thì
Thì con chắc có trước mấy anh em thì có phước hơn mấy anh em. Thì cảm ơn cô, cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Rồi cố cố lên. Rồi qua tám tháng 3 gọi điện thoại về cho bà già chưa? Gọi giấc sáng rồi. Ok. Rồi tám má có gọi về má chưa? Dạ có, con có sư phụ. Con nhắn tin rồi chứ con không có gọi. Gọi chuyện này mà hả? Bỏ lên gọi. Nức nở luôn. Cóc cóc cười cười à. Không vậy mày nói mày mát tao đâu tin đâu. Này tao tin rồi đó. Thôi thì nói về với lại cái mái nhà của Tấm Sang thì giàu có gì cũng không có giàu có gì, nhưng mà cái được con cái giàu tình cảm, mấy anh em khấn khích ở bên nhau để mà trao nhau những cái tình yêu thương, đặc biệt là cái tình yêu thương đồng đội, luôn nâng đỡ với nhau và san sẻ và hiểu cho nhau. Cái quan trọng là chúng ta dù ở môi trường nào chăng nữa, chúng ta phải biết là nhường nhịn và hiểu cho nhau, đừng đem cái tôi lên để mà chúng ta tạo nên một cái bầu không khí nó mất hay. Cho nên mình thử ra thì thấy mấy đứa mới hay mấy đứa cũ không còn làm đây đi chăng nữa, thì mấy đứa có được cái tinh thần đồng đội thì điều đó là điều đáng quý, cho bộ rất là vui. Thì nhân dịp ngày hôm nay sinh nhật của Phi và tổ chức sinh nhật sớm cho con 3 bữa, thì chúc cho tụi con với tất cả mọi người luôn vui vẻ và sức khỏe là phải luôn giữ gìn. Và cái điều đặc biệt đi công tác làm xa nhà như vậy thì thường xuyên gọi về cho cha mẹ để có những cái lời động viên, để mà cho cha mẹ mình cũng biết rằng mình ở nơi đó hay nơi nào mình luôn được bình an và sống tốt, là cái điều đó cha mẹ mình quý vô cùng. Cha mẹ không cần gì tiền bạc gì nhiều đâu, chỉ cần là mình biết mình bình an và cha mẹ vui. Gắng cố gắng mấy đứa thường xuyên để mà gọi về cho cha mẹ. Còn sư phụ thì đi nhiều chuyện khắp nơi, nhưng mà lâu lâu thì hên là bữa nào thì sinh nhật của đứa nào thì sư phụ có nhà thì sư phụ giữ, còn không có nhà thì mấy đứa tự chơi với nhau. Vì ở công ty Sang á, thì từ xưa giờ có những cái quy định sinh nhật của mấy đứa thì Sang, vợ Sang bả thì ở nhà bả lo đi mua đồ đâu đó để tổ chức sinh nhật cho mấy đứa. Sang lâu lâu về để coi như là xóa đói giảm nghèo thôi đó. cái mô hình này sư phụ nhân rộng á, thường thường mô hình này nhân rộng à, thêm phần xóa đói giảm nghèo còn hậu cần nghèo nữa kia. Rồi tất cả quý vị khán giả, trước giờ chưa thấy sinh nhật của con chắc con tranh tháng này sư phụ còn một hai ngày ở nhà đó, con cũng tranh thủ con làm luôn cho nó kịp. Ơi sao mày không nói mày làm luôn mày. 1 tháng 1 rồi con cho như sinh nhật nó đi. 1 tháng 1 một tháng một xui cái nó ở dưới quê, nó ở dưới quê, nó ở với người yêu vợ con đó, rồi đâm ra mà mấy lần sinh nhật là mình đâu có để được với nó đâu. Đúng không? Nhưng mà hôm nay sao nói giống nghèo được rồi. Về với người ấy. Đó. Mốt ta làm ngày âm á. Mốt làm ngày âm mà. Về thôi. Nhà vợ con đó. Thì Sang mời quý vị khán giả cùng ăn sinh nhật với Sang. Đúng ra cũng đông lắm, nhưng mà mấy đứa tụi nó đang bận lu bu. Tụi nó sẽ ăn sau. Rồi. Mời cả nhà. Review rồi mày. Đó. Hôm nay sinh nhật của mày mà đâu phải sinh nhật của tao. Tao review. Thôi con mời cả nhà dùng tiệc với con thì sáng sớm là con đã thấy tin nhắn của cô chúc mừng sinh nhật con rồi, mà con không biết là cô đi dịch quay nè. Nó cái này lại đã không trời ơi. Ok rồi, dưới lại heo quay nè. Rồi dưới rồi mà đi cứu lũ nè, đi đi cứu lũ nè, rồi đi vớt xác nè, đi tây bắc nè, món này ăn không với ăn ăn gì nóng đó, lỡ mà có lũ lụt nó vô thì nó trôi này trên nó không có chìm, bơi theo để lụm để ăn. Còn mày tiếp đi sư phụ. Nói cứu lũ con mới nhớ nè, bữa nay sẵn sinh nhật luôn nè, con nhớ là cái sinh nhật của cô á, năm mà đi cứu lũ ở miền Trung á, thấy sư phụ tình cảm lắm. Sư phụ ra đó bắt bước một cái bông, bước một cái bông rất là đẹp, bông tức lợn. Tao không nhớ luôn, cái bông tức lợn tặng sinh nhật vợ tao. Nhìn nó tình tại vì biết sao không, trên đó lũ nó quét mẹ nó không còn cái gì đó, chỉ còn mỗi cái bông tức lợn nhổ đại tặng cho vợ mình luôn. Đó là gọi là bông tức lợn á, bông trắng chứ. Tình cảm lắm, tình cảm lắm. Và bước đầu á, ai ngờ đâu bông đó ta gọi là bông tức
29 nữa cả nhà, 5 năm rồi đó. Đúng rồi. Thôi mời cả nhà dùng tiệc với lại sinh nhật của thầm mát với Phi nha cả nhà. Đó, nhiều thì không có, nhưng mà chỉ có nhiều cái tình cảm, đó, nhiều cái kỷ niệm thôi. Đó, bước vô ngôi nhà của Tấm Sang thì nó tiền không có nhiều, nhưng mà nhiều kỷ niệm, nhiều tình cảm. Giờ tới Hiếu nhỏ nữa kìa. Ê, mày có số đối giảm nghèo không? Kêu Phi lì xì mày kìa, Phi mới lì xì cho mọi người. Ủa gì nó chắp tay nó lại à? Qua đây, qua đây. Rồi, ngồi xuống, rồi, chào cô chú. Rồi, chào đi. Dạ, xin chào ông bà cô chú. Mắt giờ bên kia mỏ đưa qua bên đây mà cô chú mới nghe. Nói. Dạ, xin chào quý bà cô chú. À, rồi sao nữa? À, chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. À. Dạ. Rồi hết hả? Vô duyên dữ vậy trời. Tao kêu mày đòi đúng rồi cái sâu đó đó. Money. Cho năm lớp. À thì cái hoàn cảnh này cũng có sâu nghèo này, sư phụ đang số đó giống nghèo á thì. Ủa có nữa hả? Tao chưa ăn được cục nào luôn á. Mày thương tao lắm luôn á. Tao mới cầm chén lên nè, chưa ăn cục nào luôn. Thôi số đó giống nghèo nào. À nữa. Thằng kia làm gì kênh trên tao hoài á, thằng camera. Lên nữa nè. Đó. Trời ơi. Để giữ giùm cho. Không lấy đâu. Đó. Chưa ăn được cục nào tốn có 4 triệu rồi thấy không cả nhà. Rồi rồi. Vậy là ít rồi hả? Thôi tao nghĩ tao đi về thôi khỏi ăn. Trời ơi. Thôi xong luôn. Rồi gì chưa xong. Thôi nghỉ tao đi về à. Alo. Alo mẹ gì nữa alo. Rồi để tao chấm tao ăn trước đi. Sư phụ đang số đó giảm nghèo nè. Không, không ra rồi. Trời chết rồi. Ở chung bữa nay làm mấy ngày là làm việc. Sư phụ đang số đó giảm nghèo. Mấy đứa lo làm hết trơn rồi tranh thủ. Mà sung sướng á, mà ngầm á. Chưa xong nữa kìa. Đứa nào vậy? Anh Trần. Trời ơi đó. Sơn đang đi sửa xe. Sửa xe cho sư phụ về không kịp. Ráng nữa cái chơi gùa chạy trở về với lại cái máy cái máy bơm để chữa cháy, và mới mua thêm cái bơm chữa cháy để chữa cháy ở Lâm Đồng. Không vậy vậy tránh cháy hoài bà con là chạy ngúng nhau ngúng nhau. Đó. Rồi ngủ tiếp đi. Cái này bữa nay Thang nói thiệt nha cả nhà, có ai biết chỉ hộ giúp Thang coi có bác sĩ nào giỏi giỏi. Hiện tại giờ Sang đang bị bệnh rất là nặng, thật sự bữa nay Sang bật mí. Biết bệnh gì không cả nhà? Có bác sĩ nào giỏi giỏi chích cho tao hàng mũi để rồi sang bớt cái máu mà có ngày ở trong đầu suy nghĩ để kiếm tiền mua sắm đồ cứu hộ ta không à. Bớt lo chuyện ba đồng á. Đó, có bác sĩ nào giỏi giỏi để thay máu giùm cho Sang. Chứ cái máu tối ngày lo chuyện ba đồng từ sáng giờ nửa ngày biết đạo làm gì không? Đi coi dây chữa cháy, đi coi máy đồ chữa cháy, đi coi kiếm đồ vớt xác. Đó, đi coi kiếm cái gì mà để mà gặp mấy cái trường hợp mà treo cổ tự tử á, bằng cách nào mình đưa xuống cho nó nhanh gọn lẹ đó. Còn có ai biết mấy cái bác sĩ nào giỏi giỏi rồi giới thiệu sang đi trị bệnh đó. Bệnh bao đồng á, quá trời bao đồng luôn. Gì mày nghe rồi mày nghiên cứu gì? Bây giờ mình sinh nhật mình hát bài Happy Birthday vỗ tay đi, sau mình ăn đi ha. Ok ok. Cũng Happy Birthday trước. Hai ba đồng quân Việt Nam đi. Ủa quên lộn. Lộn. Tao tưởng đó là mừng ngày thương binh liệt sĩ là quên lộn. Bài Happy Birthday bán là gì? Không phải mà. 2 3 bà năm cà phê đây. Thôi hát đi, hồi nghĩ qua câu này tôi hát dở gần chết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng. Buổi cơm trưa. Ok, mời cả nhà chùm ăn cơm trưa với Sang nha. Đó thì bây giờ là có món heo quay bánh hỏi là cả nhà thấy ok không cả nhà? Đó. Heo quay bánh hỏi nè. Cái món này là Sang rất là thích đó. Chấm như nước mắm chua ngọt đó. Cái món này sư phụ đi tỉnh đừng nên ăn nha sư phụ.
món này mà sư phụ đi tỉnh mà sư phụ ăn là lắc cho quay vòng luôn. Sao vậy? Vậy là không biết rồi. Anh hay quay đầu hoài á, đang chạy dọc đường kiếm đường quay đầu hoài. Rất là hấp dẫn. Đau. Đó. Thế như vậy á, tất cả không có thân sạch, thân thiết bà con thuộc đài á, nhưng mà đến với nhau á thì cũng giống như là một cái mái ấm gia đình. Còn duyên thì tất cả ngồi chung để vui cười, hết duyên á mọi đứa mỗi đường mỗi đi, nhưng mà tình cảm thì nếu mà lưu luyến nhớ thì đến. Cửa nhà tấm khăn luôn mở rộng, không có để biển cấm hay là bản coi chừng chó dữ kia nọ. Cho nên cả nhà đó thấy vậy đó, để hiểu thêm cái mái nhà của tấm thang nó là vậy. Thành hôm nay sinh nhật em á, còn sắp tới là sang có cái mái nhà mồ côi nữa đó. Sinh nhật em có nhắc lại chuyện kỷ niệm hồi lúc mà em mới vô ở của em không? Quay nhắc lại quá tới chứ bây giờ. Đúng rồi, kỷ niệm ấn tượng mà không nhớ em. Nhớ. Thành nó thương con á, vô ngày đầu tiên ngủ với con nó chia sẻ với hết cái điện thoại á. Cũng vừa đi. Cũng vừa. Câu chuyện này của ông Thành á, hôm nay kể lại. Ngày đầu tiên mới vô làm, đêm đó ngủ bị chậm vô lấy điện thoại. Chậm vô lấy. Đó, cái ngày. Cái ngày đầu tiên nó vô là biết cái gì, ngày chúng ta gọi là ngày gì không? Ngày hoàng đạo để nó vô nó cúng dường cho anh Trọng. Cúng dường cái điện thoại. Phải vô hệ gì. Coi như là tam tai nó đã qua rồi đó, chỉ còn kiếp nạn tới 94 thôi. Rồi. Trước mày nghiệp dữ lắm người ta. Đó. Làm thận nó bị lây luôn. Đúng không hả? Nó không biết đại nghiệp. Ở lúc mới biết rồi nó nói là anh Thận ơi em xin cho em làm chứ. Thì đâu có biết cái độ mát nó tới đâu đâu. Ai về nó xài pin rồi xài pin 3 cục luôn. Mấy giờ con trong kể nghe mình cho mấy giờ biết đơn xin nghỉ đi rồi xin việc làm lại bước chân phải trái vô. Ai có chừa đồ ăn cho mấy đứa kia nó về nó ăn không? Có. Chừa nó miếng nha. Ồ, sinh nhật mày là ăn là đồ đó là cái này là ta tặng mày đúng bài luôn nè. Đây. Chừa lộn người luôn rồi nè. Của mày á. Thằng đó nó nhìn kìa. Không, cái này của mày á, cả nhà biết mày gì không cả nhà? Rồi. Sinh nhật của ông Phi thì phải tặng nó cái này. Không phải lắm. Ăn này đẹp da chứ bộ ơi. Rồi ăn đi. Đố cả nhà biết cái đó gì hả? Bánh ú bắt cực. Bánh ú. Thôi mày ăn đi, mày đặt đưa qua nó. Thôi mày ăn đi. Con ăn được sao con sợ em út hết á. Lặt cái kia lên đầu bánh ú rồi nó ăn trước. Mà cắn vô cái bụp nó nghe cái xịt. Bỏ vô miệng luôn ra nhai một lần. Ủa sao mày để ra lại à? Đâu ăn rồi hả? Ăn vậy nó mới chọn tình chọn nghĩa. Ăn này đẹp da. À. Hấp dẫn béo. Luôn. Béo hả? Dạ. Đó. Có thấy cái mặt nó bóng lưỡng không? Hiếu á. Bữa sinh nhật đơn giản. Mình cả nhà hết. Đồ ăn đầy luôn. Ở dưới nè. Đó, cho cả nhà thêm nè. Quá là nhiều. Ăn không hết luôn á. Chịu ăn nữa ha. Mày ăn cơm chưa à? Wow. Hả? Hình như tao thấy mày chắc trả là 500 đi. Nãy giờ mày quay có mình tao, mày không quay mọi người để cho đồ ăn. Trả 500 đi. Đúc là cái giấy số đó giảm nghèo. Quan cảnh thì từ chối rồi. Ừ. Rồi. Rồi. Dạ. Ủa. Ăn xong rồi lát nó ra giọng cho tải xuống. Để đem cái xe ngùa. Dưới là cái nguyên cái bộ máy chữa cháy di động. Nữa mà để mà đi chữa cháy cho người ta. Chỉ cần quăng cái máy lên xe xong quăng dây kiếm chỗ cái ào nó quăng xuống là nó bơm nó mạnh lắm. Mà sang mua hàng của Nhật. Sau đó mà ôm cái ống là phải kiếm hai thằng nó khỏe khỏe. Đó nó thổi bay lên trời luôn. Chưa cứu ai nó về tới đó tiên đình luôn nữa.
Ngon lắm nha cả nhà. Đó. Heo quay bánh hỏi. Bánh bao với lòng mề. À, món bánh bao lòng mề. Buổi trưa hôm qua là 8 tháng 3. Thằng cũng làm bữa tiệc dành cho mọi người với gia đình với má mi với hai bà má. Bữa nay tới sinh nhật của mấy đứa này. Bữa tiệc thứ hai. Sắp tới thằng có cái hành trình đi xuyên Việt từ Việt Nam, Campuchia, Lào sang đi công tác. Cả nhà nhớ dõi hành trình đi xuyên Việt của Sang nha, để xem nước bạn có gì. Chuyến này đi làm thầm thần tham dự và dự bị thì là thứ nhất là phải, thứ hai nữa là sơn cái số, thứ ba nữa là tấm than với dạ than với một em camera với hai đứa bộ phận kinh doanh điều hành. Đó, một bộ phận kinh doanh, một bộ phận điều hành để đi tháp tùng cái chuyến công tác cùng Sang đi cái hội chợ triển lãm quốc tế để đem hàng nó sang qua bển để tìm thêm cái nguồn đối tác ở nước ngoài. Đó. Tham dự cái buổi triển lãm đó là khoảng tuần lễ thì hành trình sang đi là nửa tháng. Bây giờ sang đi bằng đường bộ chứ không phải đi đường máy bay, cho nên là sang tự lái xe từ đây qua Campuchia với Lào. Rồi Sang sẽ có một cái video Sang review cho mọi người cách để làm sao mà mình đi qua đi xuyên quốc gia bằng đường bộ mà mình xin giấy phép, giấy tờ, giấy liên vận và bằng lái như thế nào để mà chúng ta chạy được ra khỏi cái quốc gia của mình, đi qua quốc gia của người khác. Thì cái thủ tục giấy tờ nó như thế nào, có dễ không hay là có khó như mọi người đồn đoán hay không. Sang tin chắc rằng mọi người sẽ rất là bất ngờ vì thủ tục hành chính hiện tại bây giờ cực kỳ là lẹ và rất là tiện. Sang chỉ nói như đó là Sang mọi người biết, muốn đi xin giấy là đi thôi đó, chỉ cần 3 ngày làm thủ tục là xong. Sang sẽ review cho mọi người xem cái cách làm giấy như thế nào để mình xin được cái thông hành để mình đi xuyên quốc gia bằng con đường bộ. Đó. Chỉ cần mình có hộ chiếu hay bắp bò gì để bên người thôi và tự lái xe mình đi. Còn nói gì nữa không Phi? Có mất đâu? Cạo về chào khán giả trước khi dạ, thì một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng luôn đồng hành với sư phụ con, và con cảm ơn cô và sư phụ đã tổ chức sinh nhật cho con. Vậy thôi hả? Vậy thôi đó. Có dòng dòng quạnh vậy. Được tên thành nói thôi, video đã dài, tạm biệt. Con xin kết thúc video tại đây. Rồi vậy là xong luôn rồi. Xong luôn rồi. Không nha. Dạ. À, nó kết thúc nhưng mà con cái nó chưa biết kết thúc chỗ nào và bắt đầu chỗ nào, nó vô khúc giữa để nó khóc trước cái lại. Thì xong qua đây thì Sang cũng thay mặt cho Thành với Phi cảm ơn tất cả cô chú ông bà anh chị em đã quý vị khán giả, rồi là chúc sinh nhật happy birthday của hai đứa và chúc sức khỏe lên cho tất cả mọi người trong hội. Thì đó là lời cảm ơn của Sang đến cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn rất là nhiều. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Thấy em có nói lời nào? Nói gì nữa? Nói rồi, mới nói rồi mà ta. Rồi, ok. Dạ, thôi. Nói gì không nè? Thành nói gì không? Nè. Quá đó, cảm ơn. Đó là chúc mừng đi. Chúc happy kìa. Con nói nhỏ nhỏ đi rồi mà. Mọi người chờ video sinh nhật đây. Rồi. Rồi. Nói chuyện không à cả nhà? À, cô chú ông bà nhớ nha, chắc cũng một hai bữa như sinh nhật con tới nữa giờ. Hãy thấy lá ăn xong lấy manh vỏ đồ để đi tỉnh.
ở nhà nào. Vậy là mọi người chờ đi sư phụ về. Dạ, xin là con sư phụ sẽ ở nhà mà nghe sư phụ ha. Đúng rồi. Dạ. Giờ tháng 3 gán chờ thêm 8 tháng nữa đi con. 9 tháng nữa chứ. Dạ rồi, con cũng chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe và mong rằng cái tình yêu thương đó dài lâu và nhân rộng cho Hội Thiện Nguyện BDS cũng như sư phụ cô con, để giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Hẹn gặp lại tất cả cô chú những cái video tiếp theo. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại.